Anh đâu có đâu biết lòng này. Nước, em nói gì, em nói gì người trên mạng người ta nghĩ anh chắc không không có quay đâu, không có quay đâu. Không, không có dùng danh từ khè. Dùng danh từ gì chỉ cho em. Có sự xuất hiện của chúng ta. Cái sự xuất hiện của chúng ta là những người cầu nguyện. Chúng ta là những người cầu nguyện sắp rồi để cho thằng xe đạp nó ra cái đã. Em. Đâu. Chịu nổi không biết gì. Anh lái. Em uống nước gì bác em? Chả cho anh thôi. Em uống gì? Em ăn chè. Ăn chè luôn hả? Chè gì? Dạ ba màu. Rồi, em. Cái đồ đỏ hả? À, hai cái chè ba màu với cái đồ đỏ. Với anh chai Heineken. Rồi. Em cảm ơn chủ. Rồi. Sorry em, bỏ dậy mới dục chứ. Bỏ dậy mới dục. Thôi đúng rồi em. Anh chế lại đó. Vậy đó hả? Anh trộn lấy, quá hả? Anh lấy mấy thứ luôn á. Gọi là kem trộn đó quý vị, kem trộn nè, á. Việt Nam gọi là kem trộn đó. Việt Nam. Kem trộn là ở Việt Nam bán hàng là được rồi á. Ô nhiều nha. Thì thoa đều đấy. Chết 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 áo mình thấy nó. Cứ chết lại chết chết đại áo đi. Hôm qua gặp chị Jenny. Chị ai? Chị Jenny. Ồ Jenny hả? Jenny mà chị Jenny like phải không? Ồ sao gặp có lấy cái xin cái vôi dùm không? Chị đâu có xài phone gì đâu. Ồ chị trên này kia hả? Chị này vẫn ngồi ở đó. Anh biết chị mở cái tóc ra một cái trời em mất hồn luôn. Tóc chị nó mướt 4 năm chứ không gội đầu. Mà vẫn mướt. Nó vẫn mướt mà chị mở tóc ra cho em coi lần tiên chị mở tóc cho em coi. Đấy, đó là chị không bao giờ chị mở tóc cho chị ai. Chưa mở tóc cho ai coi đâu. Mà chị chùm, rất là chùm. Khó gần nha, không phải tới mà chị cởi mở đâu. Đã chùm tối ngày mà rồi. Anh biết không? Chị mở tóc cho em coi em thấy em giật mình vậy nè. Tóc rụng quá trời. Tóc cực kỳ đẹp. Ừ. Kinh như bà Tiên. Anh nói chỉ bà Tiên là đúng á. Bà Tiên mà. Anh nói chỉ bà Tiên á. Tiên đổi sát phàm mà. Tiên đổi sát phàm mà. Cảm ơn chủ. À, em là rất là đẹp. Ừ, có nè anh thấy mà chị búng trên nè, anh thấy đẹp chứ, như tóc giả. Ừ. Em nhìn những tưởng tóc giả chứ em. Tiên mà nó là tiên mà. Tóc gì? Đó là tiên đó. Rất là đẹp luôn á, mái tóc không ngờ em nghĩ là 4 năm không gội chắc chị mở ra cái đầu. Đó là tiên đó. Lắm. Thì anh đã nói với em ngay từ lúc đầu mà em mới vừa nói dạ. Chuyện với bà, anh nói bà là tiên mà. Đưa cái không chịu tắm. Không ngờ bà không chịu tắm. Nhưng bà ngại. Bà có cái tính chất ngại của bà anh biết. Ngại bà cái chỗ nào? Chị đâu có biết đi đâu tắm đâu. Chị đâu biết đi đâu. Em à. Để anh nói thật. Để gần chứ không là không có mic nó sẽ không có nghe rõ. Hôm nay không có gắn mic. Ồ hôm nay không có đeo cái máy cho mic. Ờ hôm nay có gắn mic. Tại nghĩ ở trong nhà anh thôi. Ừ. Không để đó vẫn nghe cái sự hút nó ra. Em có biết cách lọc âm thanh không? Lọc quá hả? Dạ, bật cái nút nó lên vậy thôi à. Không, nó còn một cái, không biết cái loại máy này nó có được lọc âm thanh không? Ừ. Tức là nó lọc những âm thanh ngoài những cái tác động của mục đích á. Nó chỉ phần nào thôi. À, chỉ có phần nào thôi, dạ. Thì nó không có phải... Nó không có rồ rồ như máy chuyên nghiệp đó, điện thoại mà. Vào chè ngon quá anh Phi Long. Ừ. Cái lý do mà anh muốn hai bạn ngồi lại á ở lại đây á là bởi vì cũng nhân cái dịp này anh nói tiếng cảm ơn các chủ cơ sở, em hiểu không? Các chủ cái cơ sở thương mại đã 6 năm liền họ giúp cho anh nói riêng
và những thanh niên thiếu nữ Việt Nam homeless nói chung. Yeah. Anh không biết những người kia được cư xử như thế nào, chứ còn đối với anh thì quán này, quán ăn Thành Mỹ này là một trong những quán nó giúp đỡ cho anh. Anh không phải là quảng cáo cho họ. Nhưng mà mình là người Việt Nam, mình mang ơn của người ta thì mình phải chứng nhận cái điều đó, chứ mình không thể nào phủ phàng để điều đó được. Thấy không? Đó mới là con người Việt Nam. Những con người mình Việt Nam mình được cái đạo hiếu là đạo hiếu nhớ ơn. Yeah. Thì anh muốn mời tụi em ngồi đây là mục đích là muốn nói tiếng cảm ơn họ. Yeah. Đơn giản vậy thôi. Sự vì anh thấy là đợt vừa rồi á, là cộng đồng Việt Nam có tổ chức cái lễ cảm ơn ông bà Xuân gì đó đã để lượm xác của người Việt Nam đi chôn đó. Yeah. Uh-huh. Đó là tính cách của con người Việt Nam. Yeah. Uh-huh. Yeah. Cho nên anh muốn các bạn ngồi ở đây á, để anh có dịp để nói tiếng cảm ơn chủ quán. Yeah. Thì xưa anh vẫn còn hút đá đó. Anh vẫn lang thang đây, không những riêng mình anh, đông lắm, thanh niên của nó là mà nó một đêm là mấy chục đứa. Yeah. Cứ lòng vòng đấy nè. Yeah. Thì tới đây đây là second generation rồi. Yeah. Những người là những người con của ông bà chủ. Yeah. Đó, ông bà chủ anh biết, ông bà chủ tốt bụng lắm. Yeah. Cho nên đói ông bà chủ nói cái ra cầu thang nó ngồi. À. Ra cầu thang mới sao đó. Ra cầu thang nó ngồi, không có đâu lòng vòng trước này chỗ người ta buôn bán. Yeah. Thì tụi anh ra vào đó ngồi thì mỗi đứa một dĩa, một tô, đứa nào ăn cái gì họ cho nấy. Chứ không phải là cho tạp chủng. Dạ yeah, dạ. Yeah. Đứa nào ăn cái gì thì họ cho cái nấy. Đó là những cái công ơn mà mình ghi được thì mình phải bây giờ đây là cái dịp này, đây là cái cơ hội thì mình phải họ không cần mình làm điều này. Yeah. Yeah. Nhưng mà mình có bổn phận là mình phải chia lại cái tình thương này cho những con người khác biết được cái Thành Mỹ. Đối với anh thì đối với họ đâu cần sự quảng cáo của anh, đúng không? Đúng rồi. Với lại anh cũng đã nói chúng ta không làm việc của này chính trị hay nhóm nào hết, chúng ta chỉ làm việc của chúng ta. Yeah. Chứ là cái phóng sự này là phóng sự về anh, thì anh chỉ nói những cái tụ điểm hay những nơi nào mà anh đã được nhận ơn thì phải cảm ơn. Anh phải nói lời cảm ơn họ thôi. Thưa quý vị, trong những ngày tháng mà tôi đang ngủ ở ngoài đường đó, và hút đá, cái quán Thành Mỹ này là một trong những quán của người Việt Nam ở tại Sài Gòn nhỏ, đã giúp cho tôi được miếng ăn, giọt uống, và khách hàng ở đây cũng cho tôi tiền, nhưng mà tôi không xin. Tôi chỉ có lòng vòng vậy thôi, rồi người ta thương người ta cho. Còn tôi xin thì tôi xin chỗ khác. Đó, thì bây giờ tôi đã được có chỗ nghỉ ngơi. Hai người bạn này đã giúp đỡ cho tôi có được cái chỗ nghỉ ngơi. Giờ nhờ những chị khác. Thì bây giờ có dịp quay trở lại chỗ mà xưa mình hư đốn, mình xa đọa. Thì bây giờ mình muốn nói, mình ăn uống rồi, chứ là mình nói cảm ơn họ thôi, chứ không có gì. Xin quý vị hãy hiểu kỹ cho một điều. Những hành động, những cử chỉ của những người chủ quán Việt Nam lòng vòng trong cái khu này đều là vì tình thương. Đồng bào Việt Nam chúng ta sống biết thương yêu những người kém may mắn hơn mình. Thì tôi chỉ lấy những cái hình ảnh nào đẹp đẽ nhất của đồng bào thì tôi nói. Mặc dù đời sống của tôi có những cái sự chướng ngại, đó không phải là lỗi của những người chung quanh tôi, mà là lỗi tại tôi. Cho nên tôi không phải là kẻ thay tên đổi họ. Bữa nay mấy 28 hả? 28 hay là 26? 21 hả? Trời, sao anh tính anh tính qua tới hàng tuần. Đây. Không, anh có màu tím, nó màu tím. Yêu màu tím. Màu tím tôi yêu, nó hơi buồn. Nó buồn đến độ lệ không tuôn. Nó vui đến nỗi cười không nổi. Nhưng tôi vẫn yêu màu tím từ trái tim. Cái này cũng màu tím. Yêu màu tím, ghét màu hương. Màu gì tôi cũng yêu hết trơn. Nhưng mà em cái lý do mà anh yêu màu tím là vậy. Lúc mà anh từ ở Đà Nẵng đi vô thành phố Bình Định đó, đây là nguyên nhân mà anh được hiểu cái giá trị của lời cầu nguyện của mình. Tức là ta cầu nguyện, có nhiều người họ tự vỗ ngực, tao là người đạo công giáo gốc bao nhiêu đời,
Nhưng mà với cái tính cách của họ, họ cầu nguyện như thế nào thì anh không biết. Nhưng mà anh cầu nguyện thì lại được. Được cái chỗ nào? Được cái chỗ là anh biết cái mình xin và anh kiên nhẫn. Bởi vì lời của đạo Công giáo có dạy, bay xin thì bay phải tin, bay tin thì bay phải kính, bay kính thì bay phải gì? Phải kiên. Bay kiên thì bay phải phó, phó thì phải trong. Tức có nghĩa là tin tưởng tuyệt đối, kiên nhẫn chờ đợi, phó thác mọi sự và trông cậy vững vàng. Cái đó là quy luật của đạo Công giáo dạy. Thì anh chỉ dựa theo từng câu đó thì anh tình cờ anh xin, chứ không phải là anh biết xin. Ở trong một chuyến xe từ Đà Nẵng đi vào Bình Định, chiếc xe Đa Su á, xe Đa Su anh biết không? Cái hình thể nó giống như chiếc xe Lam. Nhưng mà nó bốn bánh, con xe đó là xe của Nam Hàng. Thì anh ngồi kế bên một thanh niên mặc áo phạch ngực ba nút, tức là dân chơi đó, trong bụi đời á. Mặc áo phạch ngực ba nút. Thì anh mới hỏi anh cái bảng hiệu này nó nói cái gì vậy? Hồi nó chưa biết chữ. Thì mới 11 tuổi mà. Mới 11 tuổi rồi. Đâu, đâu xin lỗi, lúc đó anh 16 tuổi rồi. Anh đã trốn thoát cái trại cải tạo rồi. Anh đã trốn thoát cái trại cái tạo rồi thì anh mới đi tàu lửa vô. Anh mới đi tàu lửa từ ngoài Trung á, đi tàu lửa vô trong Nam. Anh bị bắt một năm. Vô trong Chí Hòa. Họ tìm ra anh và bắt lại. Thì họ tìm ra họ bắt lại. Bắt lại họ đưa vô Chí Hòa họ nhốt một năm. Xong rồi họ đưa lên cưỡng bức lao động lên trên Tống Lê Chân. Cái trại cải tạo đó tên là Tống Lê Chân, mà về tiếng giang hồ gọi là Tống Lê Thê á. Anh mới đi trên chiếc xe Đa Su á, đi từ Đà Nẵng đi vô trong Nam. Lúc anh bị bắt anh trốn thoát rồi đó, anh chạy về Đà Nẵng. Anh lên tàu lửa anh đi ngược ra Đà Nẵng. Rồi Đà Nẵng nó đang kiếm mày á. Nó sợ quá thì đi giọt vô trong Nam. Giờ giọt vô thì anh đi bằng chiếc xe Đa Thu, đi bằng chiếc xe Đa Su á. Từ lúc mà anh ra là anh ra bằng tàu lửa. Tàu lửa thì anh nói vậy anh sợ quá, cái anh phóng lên xe Đa Su anh đi từng tỉnh. Và rồi anh vô trong Bình Định. Anh vô trong Bình Định rồi cái anh ngồi kế bên thanh niên đó. Anh mới hỏi cái anh cái bảng hiệu nó nói gì vậy? Cái bảng hiệu nó nói gì vậy? Thì anh này trả lời rằng là mà cái gì quán này quán nọ, tức là anh quảng cáo đó, ví dụ như mà anh thấy cái gì thì anh đọc cái nấy thôi. Anh đọc đâu, cái trong quán cái gió mát mát thì hiu cái nằm tiếp mắt ngủ, anh bút cho nguyên một cái chỗ, ngồi kế bên anh mà bút cái chỗ mạnh lắm thì mình vô tình thôi, bút cái chỗ ngay cạnh sườn mạnh quá chứ. Anh nói đi mờ mà. mày á, chữ thề á. Anh tôi đâu có biết chữ, nhà anh đọc gì mà không biết chữ, sao mà không xin Chúa đi? Anh hỏi Chúa là ai vậy? Mày xin thì sao tôi đâu biết. Kia nói thì mày muốn đọc chữ thì mày kêu ổng dạy cho mày, sao mày làm phiền tao hoài vậy? Mày đọc sao? Mày nói một tiếng nữa tao ký vô mỏ mày á. Mày xin Chúa Thánh Thần đó, ổng dạy cho mày. Thì anh mới nói rằng là Chúa Thánh Thần là ai mày xin, tôi đâu có biết đâu, biểu tôi xin. Rồi ổng đòi đánh thì sợ quá không hỏi nữa. Thì tối hôm đó ngủ trên bến xe Bình Định á, trên chuyến xe Đa Su á, vô tới bến xe Bình Định. Bến xe Đa Su có Bình Định, thành phố Bình Định. Thì anh ngủ cũng mái hiên vậy nè. Mà trước khi ngủ anh nói chúa, cái ông anh kia anh nói chú biết dạy học, chú dạy con đi, con thích học lắm mà con mồ côi không ai dạy hết. Quên cảm ơn chúa, ngủ luôn. Chúa đánh thức anh 38 năm sau. 38 năm sau. Thì em tự tính đi. Từ năm 81. Năm 81. Năm 82 chứ. Xin lỗi, năm 81 chứ. 81 là anh trốn thoát rồi, gọi 81 thì em bắt đầu vô trong Nam đó. Cho đến năm 2012. Ở trong nhà tù của Nam California này, State Prison. Bị oan quá, vô tù lớn nữa, bị oan quá, ngước mặt lên trời. Chú ơi, con bị oan quá, chú ơi. Chú mới dạy, cứ cầu nguyện. Bây giờ phải tập trung xin Đức Mẹ, tôn Đức Mẹ làm nhạc sư để Đức Mẹ dạy con chữ nghĩa Việt Nam rồi vừa sáng tác. Trước anh chưa hề biết sáng tác. Trước đó anh sáng chế. Cũng biết rồi.
Không, chứ đó anh chỉ sáng chế thôi chứ không có sáng tác. Thì cũng biết rồi, cũng biết là cái tâm hồn mình nó đâu, anh yêu với âm nhạc, anh yêu âm nhạc từ lúc 11 tuổi lận. Ừ, từ lúc mẹ anh bỏ anh cho trong nhà thờ đó, là anh tự nhiên nghe nhạc, anh yêu, anh thích nhạc lắm. Ừ, 11 tuổi là anh thích nhạc, anh đứng anh nhảy à. Anh nghe nhạc Boney M là bản nhạc cái cassette đầu tiên là anh nghe, là nghe bản nhạc Boney M á. Rồi cái mấy ông mà bán cà phê á, mới nói đây là cha mày nè. Tự ông thấy mấy ông Boney M tóc tai bù xù á, bản nhạc tóc tai bù xù đó, hình như là ba nữ hai nam. Ba nữ hai nam thì đó là cái hình ảnh đầu tiên mà anh nghe nhạc. Anh nghe nhạc tự nhiên người nó giật à. Nó nghe giật mà anh đâu có biết nhảy nhót gì đâu. Thì kiểu cái kể từ đó là mình yêu thích âm nhạc là nó vậy đó. Để rồi tối anh ngủ anh cầu xin cho con cứ dạy con đi, con đâu biết chữ đâu, con đâu có ai dạy đâu. Cái rồi mình nằm ngủ quên thì ba mươi mấy năm sau, trong nhà tù anh cũng than thở với Chúa, con bị oan quá Chúa ơi, trận này con bị quá oan. Thì Chúa dạy, không phải là Chúa hiện diện mà dạy anh. Tức là Chúa dạy trong tư tưởng của mình á, trong trí não linh hồn của mình, Chúa dạy rằng là xin tôn kính Đức Bà làm nhạc sư để Đức Bà dạy cho con. Thì anh cứ theo lời Chúa dạy mà anh xin lạy Đức Mẹ cho con được xin tôn kính Đức Mẹ làm nhạc sư của con. Con rất thích sáng tác là bởi vì ở trên đoạn đường đời con đi từ nhỏ cho đến giờ phút này, con đã chứng kiến quá nhiều. Nó nhiều đến độ mà phải bọc ra thôi, chứ còn không còn chỗ nào để mà nhét. Bởi nhiều cái trò đời. Bởi vậy thì anh mới viết ra được là trò đời nó đẻo hơn trò chơi. Trò đời nó đẻo hơn trò chơi, lòng người nhám nhúa nên dân chơi ưa giật mình. Tại sao dân chơi lại giật mình Là bởi vì dân chơi là sao? Tức là những anh em bụi đời, những con người có những tấm lòng không tốt. Anh em bụi đời cũng có nhiều thiên thần vậy. Anh em bụi đời, anh em giang hồ cũng có nhiều chơi rất là quân tử, chứ đâu phải ai cũng xấu. Thì con người buôn bán, con người dân cũng vậy. Đây nói là dân chơi đây có nghĩa là những con người họ có những cái tư tưởng, mình hiểu không? Chứ không phải là dân chơi giang hồ. Không phải là hoàn toàn là dân chơi giang hồ. Cái ý của anh nói là nói chung cho cái trò chơi, kiểu cách chơi của con người, của dòng đời. Lòng người nhám nhúa, nếu như lòng em ngay thẳng, lòng em thật thà thì thầy sẽ suy nghĩ người khác xấu hơn em. Nếu như con người em thật thà, con người em hiền hòa, linh hồn em tốt lành thì tại sao em nghĩ rồi cái thằng Hamlet đó là cái thằng hư đốn? Em đâu có nghĩ vậy. Đúng không? Chỉ có cái lòng mình đố kỵ, nghi kỵ là nhám nhúa rồi. Cho nên anh mới nói là dòng đời, trò đời nó đẻo hơn trò chơi. Lòng người nhám nhúa nên dân chơi ưa giật mình. Dòng đời nó đục hơn dòng sông. Em hiểu dòng đời không? Dòng đời đục hơn dòng sông. Đó, em thấy dòng đời, một dòng đời tức là dân tộc mình là một cái gì? Dân tộc mình là gì? Là một khúc sông, một khuỉnh đó. Nhưng mà nó tuôn ra theo cái dòng chảy của dòng đời là xã hội á. Cái trào lưu của cuộc chiến tranh mà nó là một dòng á. Không, cuộc chiến tranh chấm dứt là chúng ta phải sao? Phải theo dòng biển, theo dòng sông, vượt biên đi qua biển, rồi chúng ta kể từ đó mà túa ra đi khắp nơi. Đó là dòng đời của mỗi cuộc đời của con người. Dòng đời nó đục hơn dòng sông, là những cái sự biến chuyển, những sự xáo động trong cuộc sống. Cho nên dòng đời đục hơn dòng sông, mà lòng người còn độc ác hơn cả hầm trong. Em biết hầm trong là gì? Hầm trong nó không bằng lòng người. Hầm trong lọt xuống là 10 anh lính lọt xuống là mà hết 9 anh chết rồi. Nhưng mà lòng người nó độc còn hơn cái đó nữa. Lòng người độc hơn cả hầm trong. Lỡ lọt hầm trong ta còn con đường sống. Đó là một chút tư tưởng của anh. Đau khổ quá mọi người ha. Thì có cái đau khổ thì Chúa cho anh có cái đau khổ. Cho nên ở trong nhà tù Chúa biểu anh là phải tôn kính Đức Bà làm nhạc sư. Thì anh chỉ xin dâng lên cho Đức Bà như vậy. Ở tại Đà Lạt anh có mấy đứa bạn lai đi máy bay qua bên Phi chung ở trung trại tị nạn, rồi đi máy bay đó đi chuyến lai mồ côi qua tới Mỹ.
mấy năm sau tụi nó tự tử chết. Sao vậy? Từ từ nó chán đời, từ từ nó chết. Qua Mỹ rồi đó hả? Qua Mỹ rồi, mấy năm sau. Mấy năm sau nó mới từ từ chết. Thì anh gom lại hết tất cả những cái mẩu chuyện đó. Với lại anh cũng sợ, bởi vì lúc anh đang bị chán nản mà. Anh bị hoa, anh bị oan. Anh bị ở tù oan. Anh có thể nói về cái tù đó được không? Tại vì nghe anh nói rất là nhiều về cái sự oan đó, nhưng mà anh chưa bao giờ kể là anh oan như thế nào. Cái nỗi oan ức của anh á, thì nói thật là oan một cách gọi là oan mà ức luôn á, chứ không phải oan không. Tò oan mò ức. Muốn nghe mọi người. Oan ức có nghĩa là anh đang làm việc của cuộc sống của anh. Anh giúp đỡ cho một người, cho hai người, cho mình một người. Vì nhưng mà anh bị bắt ở trong ngân hàng Bank of America. Anh giúp cái gì anh? Anh giúp cho người ta làm việc vấn đề đứng tên trong cái giấy đổi tiền á, đứng trên trong cái ngân phiếu đổi tiền á, cho nên anh bị bắt. Anh bị bắt thì người đó mất tích, cái người đó mất tích. Bây giờ không có người thì anh phải chịu chứ sao, bây giờ anh biết nói sao nữa bây giờ. Tôi bây giờ người cảnh sát tới đó chỉ có một mình anh. Thì em hiểu không, thì gánh chịu thôi. Mà cái đó là một cái hàm oan vô cùng, là bởi vì anh bị high strike. High strike ở Mỹ này không phải, ở California này không phải đùa cợt đâu em. High strike chỉ cần thêm một cái strike nữa thôi là đi life và đi chung thân đó. Vậy đó hả? Anh bị 2 năm high strike. Và việc anh không có làm, ví dụ như anh xỉ súng anh cướp người ta là mà đã bắt như vậy cũng được. Cái luật của California này là 1,001 cent. 1,001 cent trở lên là felony, dưới 1,000 là misdemeanor, tức là tiểu hình. Nhưng mà cái tờ giấy đó là chỉ có 900, nhưng mà anh bị ghép vô cái đại hình. Tại sao? Thì tại vì những người làm việc, họ làm việc thì làm sao anh biết? Vậy thôi. Thì anh ký lúc mà cái người tributary, tức là cái người thông dịch vật á, cái người thông dịch vật biểu anh thôi ký đại thì không sao đâu, cứ ký đi, ký rồi được về không có gì hết trơn á. Mà xin lỗi, lúc đó anh học chữ ta chưa ta? Đã biết chữ chưa? Lúc mà anh ở tù 2 năm đó anh biết chữ chưa? Thì đến lúc đó là lúc mà đây nè. Lúc đó là lúc anh biết chữ phải không? Chưa. Chưa luôn hả? Thì lúc đó bây giờ tới đây nè, thì đó đây là cái nguyên nhân mà anh biết viết chữ. Lúc đó chưa biết chữ. Trong cái hàm oan đó thì anh đã nói là anh không biết chữ. Lúc đó chưa biết vậy. Thì bởi vậy cái oan này nó mới có một cái câu chuyện. Thì anh đang nói là về vấn đề hồng ân. Nhưng mà cái hồng ân này mà khi mà em kể chuyện hồng ân á, mà em nói chuyện thì không ai có thể tin được, là bởi vì em nói chuyện một cách không có thực tế. Phù phiếm. Phù phiếm là cái chỗ nào? Tại sao mày nói là mày biết chữ Việt Nam? Mày không học à, sao biết chữ Việt Nam? Thì đây bởi vì em đâu gọi là cái hồng ân, mà hồng ân là cái gì? Hồng ân là những cái sự thiêng liêng mà Thiên Chúa cho từng con người. Ok. Trong cái hàm oan của anh đó, Chúa mới an ủi anh là Chúa cho anh được có cô giáo. Từ lúc anh mới nhập trại á, anh nói là Chú ơi con bị oan quá. Thì Chú biết được cái oan anh, Chú nói được cái để đó, cứ cầu nguyện. Con phải xin tôn kính Đức Bà làm nhạc sư. Bây giờ có make sense cho em không? Có make sense không? Chứ ví dụ em nói chuyện về hồng ân, em nói chuyện về đức tin mà em nói chuyện không có sense, thì người ta nói em là một cái sùng đạo một cách ngu dốt, sùng đạo một cách khủng hoảng đó, chứ không phải là khủng bố đâu. Em hiểu không? Em muốn nói chuyện hồng ân là em phải nói có cái technique, nó phải có cái technician của cái câu chuyện, chứ còn mà em nói chuyện cơ cơi hồng ân ở tù là làm sao? Đây, chính vì cái oan ức đó cho nên Chúa mới thưởng cho anh oan mà anh không có đổ tội, hay là anh không có thưa lại cái những cái người đó, anh bị oan anh chỉ gào thét tới Chúa thôi, thì Chúa mới an ủi anh, tức là Chúa cho một vị ân sư để dạy anh bằng cách tự học chữ Việt Nam. Bởi vì Chúa dạy anh là con xin được tôn kính Đức Bà làm nhạc sư, để Đức Bà sẽ dạy cho con. Bằng cách nào? Bằng cách là anh xin tôn kính Đức Bà làm nhạc sư là như vậy. Những cái mẫu chuyện trên đường đời con đi, thưa mẹ, con thấy nó quá nhiều sự đau khổ, giả dối, điểu cán, gọi là lường gạt, coi như là bán nhân, bán thân, bán cả danh dự, gia đình. Trên đường đời anh đi, anh chứng kiến quá nhiều cái trò điểu cán. Cho nên anh mới nói với thưa mẹ, bây giờ những cái trò điểu cán này con muốn viết ra lời để mà cho hậu thế nó vừa biết được, nó vừa biết được cái trò điểu cán này, và nó vừa biết được cái hồng ân mà con được. Thì xin mẹ cho con được viết thành lời, con dâng lên cho Đức Mẹ tất cả những tư tưởng gì
đẹp đẽ hợp ý mẹ thì mẹ cho nó hình thành bản nhạc, còn những tư tưởng gì không đẹp ý mẹ xin mẹ xóa đi. Em hiểu không? Cho nên nhạc của anh viết, cho nên tại sao anh một là một, hai là hai, vừa nói với ông Quách Tiến Du là phải nêu danh thánh của Đức Bà. Cái lý do mà anh nói như vậy á, là bởi vì anh muốn giới thiệu với người đạo Công giáo trên toàn thế giới rằng anh chàng trẻ này có được cái đức tính tốt là anh ta đi tìm tác giả để mà xin phép tác giả, đó là cái đức tính tốt. Ok, nhưng anh nói với anh ta, anh muốn nói với người, cái người khán giả đạo Công giáo là ủng hộ anh ta, là bởi vì anh ta thường môi mép anh ta thường nhắc tên của Đức Bà. Em hiểu kịp không? Bởi vì người Công giáo chúng tôi ai mà nhắc tới tên của mẹ mình thì chúng tôi hoan nghênh người đó, chúng tôi ủng hộ người đó. Đó là quy tắc chung là như vậy. Cho nên tôi muốn giới thiệu với khách lắng nghe nhạc Việt Nam ủng hộ anh ta bằng cách là từ bây giờ anh ta hát nhạc bài hát này Tiền và Đời do chính Đức Bà Maria dạy cho thằng bạn tôi cho tôi cũng được, hay hoặc là nói là nhạc phẩm này là nhạc phẩm Tiền và Đời do chính Đức Bà Maria ban cho tôi. Anh nói vậy là ban cho ảnh á, anh đã chỉ ảnh một cách tận tường như vậy, nhưng mà anh không có nói rằng là tôi đang giới thiệu với anh cho khách, tôi không có nói kiểu đó. Nhưng mà tôi nói là khi mà anh hát á là anh phải tuyên xưng danh thánh của Đức Bà, bởi vì Đức Bà dạy tôi không lấy tiền. Anh đưa tôi tiền tôi đâu có lấy. Anh nhờ cô Thúy Nga đưa cho tôi, tôi không biết là bao nhiêu, nhưng mà cô Thúy Nga nói là 150 đồng, cô đưa tôi không lấy. Thì cô Thúy Nga mới bảo rằng là cầm giùm em, công của em chở anh đi tìm anh 2 tuần lễ, anh cầm giùm em đi. Thì tôi phải cầm, là bởi vì cái công của cổ chở cái người thanh niên này đi tìm tôi 2 tuần lễ, gặp tôi ở cái khu apartment rental apartment đó. Thì tôi phải cầm, nhưng mà tôi cầm đồng tiền, tôi nói này, tôi không bán con của tôi nha. Tôi không có bán con của tôi à. Tôi tặng cho anh, bởi vì anh nói anh thích bản nhạc này, nó phù hợp với tư tưởng của anh, thì tôi tặng cho anh hát. Nhưng mà anh phải nêu danh thánh của Đức Bà rằng là: kính thưa quý vị, Tiền và Đời do chính Đức Bà Maria ban cho tôi, tức là ban cho ảnh đó. Anh chỉ cần nói vậy thôi. Thì anh muốn hát đâu anh hát, với điều kiện là không có lên trên không gian nha. Anh nói với anh là hát live thôi. Hát live với là hát trên sân khấu chứ không có lên trên mạng. Nhưng mà anh không ngờ mấy tháng sau là anh hát lên trên mạng, còn ra trong karaoke luôn. Gì? Anh bị oan thấy không? Anh bị ớt đúng không? Đó là một trong những niềm oan. Ok, bây giờ đi trở lại vấn đề sáng tác. Khi mà anh cầu xin với Đức Mẹ thì anh lôi ra Lào là những người bạn của con, nó vì ức chế đầu óc quá mà nó phải tự tử, con không dám. Không phải là con sợ chết, nhưng mà con không dám hủy diệt cái mạng của mình rồi có tội với Thiên Chúa. Chúng ta sống mà chúng ta tự giết mình là có tội với Thiên Chúa, có tội với Thượng Đế, bởi vì Thượng Đế tạo ra chúng ta. Sống và chết là do Ngài quyết định, chứ ta không tự quyết định cái mạng của mình. Ok, xong rồi xin mẹ cho con được viết như vậy để cho hậu thế nó biết. Mục đích của con sáng tác á là để cho hậu thế nó biết được cái hồng ân của Ngài cho những kẻ bần cùng như con. Đó là mục đích anh phải viết. Cho nên nói thì hợp ý của Ngài thì Ngài cho anh liền, bởi anh nói mà nếu bản nhạc nào con dân mẹ hợp ý mẹ xin mẹ cho nó thành tựu, còn không mẹ xóa đi trong tư tưởng của con. Thế là anh từ bạn số 1 tới bạn số 2. Còn ý em đang thắc mắc là anh có biết viết chữ chưa đó hả? Thì anh biết viết chữ sau khi anh cầu nguyện. Chứ cái lúc mà ký đó là anh chưa có biết. Lúc mà ký tờ giấy người ta xúi anh ký là anh chưa có biết đọc chữ. Kêu ký thì ký thôi. Điều ký cho anh đâu biết đọc chữ. Chữ Mỹ còn không biết đọc, còn chữ Việt Nam cũng không biết đọc luôn. Thì người ta biểu ký vào chỗ này thì ký. Chữ Mỹ anh không biết đọc mà sao anh nói hay vậy? Bây giờ anh biết đọc rồi. Bây giờ đọc rồi. Bây giờ anh biết đọc từ lớp 7 tới xuống. Anh đọc được hết á. Báo chí Mỹ hàng ngày á. Cũng đọc được hả? Bây giờ ra. Sau một chuyến 2 năm đó anh thấy không? Đó là phần biết thưởng. Biết luôn cả tiếng Anh luôn. Anh biết đọc cả tiếng Mỹ lẫn tiếng Việt. Đã vậy nói ra thì không ai tin. Không ai tin. Bởi vì sao? Bởi đây là hồng ân. Không ai tin ha. Phải có người thật việc thật mà ngồi nói như thế này mới tin. Anh chứ mới còn giải thích ra. Tức là mình muốn nói chuyện về một đạo thì mình phải nói nó có cái technique đàng hoàng. Em hiểu không? Tức là bây giờ làm cây viết nè. Thôi đừng nói cây viết. Cái ly nè, ly bằng miễn nè. Lấy cái gì làm ra được cái ly? Không lẽ là múc đất sét? That makes sense, but làm sao nó trong như vậy?
không có chất chemical nào mà làm đất sét trong như vậy được. Thì cái này người ta phải sao, mình phải suy luận ra là cái này nó bằng cát, người ta múc cát về người ta nấu cát, cái độ lửa nó tới mười mấy ngàn độ thì cát nó mới chảy ra được như vậy, rồi người ta mới đúc cho thành cái khuôn, rồi thành nó mới thành cái ly, đúng không? Thì em muốn nói chuyện thì ta hiểu cái ly, thì cái ly nó làm từ đâu? Từ cát biển. Em nghe cái hiểu đó là tính cách khoa học. Thì mình muốn nói chuyện về cái đạo của mình, mà mình nói chuyện về cái hồng ân của mình nữa, thì mình phải nói nó có từng chi tiết thì người ta mới hiểu. Chứ còn mấy dùng nó tôi được Chúa ban cho đó, Chúa ban, nhưng mà nói cho mày là người đi nói chuyện lung tung beng, nói lao. Chuyện nói cái chuyện tào lao tao đạo công giáo gốc mấy chục đời thì mà tao còn không được nữa mà. Cái đó là nguyên nhân. Có thằng chủ tàu anh á, lúc anh ở thành phố Port Arthur, Texas á, anh đi tàu cho một cái ông kia tàu lớn, chiếc tàu đó cả triệu đô la rồi, cách đây hai mấy năm đó, cũng đạo công giáo, mà anh chàng ấy nói mày nó phết, làm gì mà Chúa ban cho mày là cái thành đầu đường xó chợ, tao là đạo gốc mấy đời mà tao xin không được, sao mày xin được? Đó là nguyên văn nha. Thì muốn giải thích cho cái người bạn đó hiểu, bằng mặc dù người bạn đó là có đạo thật, nhưng mà không có nghĩa là người ta được cái hồng ân như mình. Em hiểu không? Thì mình phải giải thích như thế nào? Mình phải giải thích làm sao để cho họ phải biết được cái vị, họ phải biết được cái vị đó thì họ mới cầu nguyện chứ. Tóm tắt lại chỉ có một điều, xin thì phải tin. Em hiểu không? Mình xin, mình cầu nguyện thì mình phải tin tưởng hoàn toàn ở nơi đấng mà mình cầu nguyện, chứ không phải nói bằng một hai lời. Mà mình tin hay không thì trong linh hồn của mình, Chúa còn đem cả cái mạng của anh Chúa đưa vào cõi chết rồi người nữa kìa. Anh bị đâm một dao mà đấy nè, anh bị đâm một dao ngay đây mà, đúng không? Trong lúc hồn lìa khỏi xác đó, Chúa còn cho anh một cơ hội nữa. Tức là trong lúc đó hồn của anh á được Chúa hỏi là con cầm hay là con buông. Cầm là cầm cái gì mà buông là buông cái gì? Theo sự hiện suy nghĩ của em, cầm là cầm cái gì mà buông là buông cái gì? Cầm mạng. Cầm là cầm gì? Chúa hỏi là cầm con buộc hay là con buông? Buộc tức là cột lại á, buông là nới ra đó, con buộc hay là con buông? Mà xác anh đang nằm trước mặt anh đó nha. Xác anh đang nằm trong bệnh viện Parkland Hospital ở Dallas, Texas đó. Chúa hỏi linh hồn của anh luôn. Anh thấy được linh hồn của anh rời khỏi cái xác. Ok, phần đó ngưng. Bây giờ trở lại cái này, cái vấn đề mà xin được ơn nè. Sau khi anh dâng Đức Mẹ như vậy rồi, em biết mình nhận được ơn phước ở từ bên trên ban cho là như thế nào không? Vậy có cách nào để chứng minh được cái sự nhận được ơn phước của bên trên? Cách nào để chứng minh được mình nhận được hồng ân? Thì là cách là anh phải thể hiện ra. Thể hiện cái gì? Thể hiện cái mà anh nhận được cái hồng ân đó. Nhận cái gì? Cái mà anh cầu nguyện mà anh đạt được. Không phải. Anh phải thể hiện. Không phải. Cái hồng ân mà mình nhận được mình biết kìa. Mình biết rằng mình được hồng ân. Thì đó là mình biết như thế nào? Mình biết cái cách là linh hồn mình, mặc dù mình đang bị cái hàm oan ức, nhưng mà linh hồn mình vẫn vui. Sau khi anh cầu nguyện xong anh vui vẻ lắm. Anh sống một cách là phải nói là vui mà. Tại vì sao? Bởi anh phó thác hết tất cả rồi. Anh phó thác hết cho Ngài rồi. Anh không có ngại nữa. Cho nên anh sống rất là vui vẻ. Bắt đầu anh tập trung anh viết chứ sao. Tự nhiên Ngài dạy cho anh cách là con đi mượn những cái cuốn truyện kiếm hiệp của những người tù Việt Nam ở trong đó đó. Gia đình họ gửi vô đó. Họ gửi vô lần mấy chục cuốn. Họ đọc xong rồi đó thì con mượn cái đó rồi con mượn mấy cuốn tập á. Con viết từ cuốn truyện số 1 cho đến cuốn truyện số 100. Là anh cứ ngồi anh viết lại. Anh cứ ngồi anh viết thôi. Anh không có đọc được chữ mà anh nhìn chữ viết nè. Đó, anh nhìn chữ mà anh viết. Có biết chữ đó là chữ A, có biết chữ. Anh không B, có biết, C anh luôn. Không có biết chữ. Không biết như vậy luôn. Ở bên Việt Nam anh có học được mấy chữ của mấy thằng chăn bò ở Bình Định á. Hồi ở Bình Định á là anh có học được mấy cụm từ nha của mấy thằng chăn bò, nó chăn nửa ngày rồi nửa ngày nó đem bò ra nó chăn, bởi vì nó con nhà giàu. Nhà giàu mà sao chăn bò anh? Ở Việt Nam con giàu chứ ở quê cũng phải đi chăn bò chứ. Giàu tức là giàu hơn anh. Anh đi chăn bò mướn. Thì phải anh chăn nguyên một ngày, còn nó đi học nửa ngày. Nó chăn nửa ngày thì nó là giàu hơn anh rồi. Nó là giàu rồi. Được đi học là nó giàu rồi. Ok. Thì nó học nửa ngày, nó dắt bò ra thả chỗ của anh. Anh coi bò cho tụi nó ngủ.
tụi nó ngủ rồi chiều nó thức dậy thì nó đi đưa bò về, thì trên đường về nó học được cái gì trong trường? A mợ mai sắc ma, e mợ me nặng mẹ. Thì anh đọc rồi nó đọc theo anh biết vậy thôi, chứ anh đâu có biết chữ A là chữ gì. Em hiểu kịp chưa? Nhưng mà những cái tiết tấu đó nó gom lại ở trong tư tưởng là một đoạn thời gian nào đó, tới khi mà anh tự tập viết chữ mình xong rồi, anh viết được mấy cuốn tập rồi đó, tức là mấy chục cuốn truyện đó. Anh viết đâu đó xong xuôi, anh mới nhờ mấy cái anh tù mà Hiền Hòa đó, anh chỉ giùm em đọc như thế nào. Thì những người đó họ từ tốn, họ dạy cho anh cách đọc như vậy. Ráp vần lại đọc. Anh ráp lại anh đọc, thì anh đọc thì họ chỉ cho anh cỡ đâu nửa cuốn. Họ chỉ cho anh nửa cuốn đó, mấy chục cuốn sau là tự động đi hết. Trong vòng 2 năm. Thì đó, như em thấy là nét chữ anh bây giờ, em tưởng là anh là dân học đại, đại học. Học đại. Thật sự chữ anh học đại. Chữ anh rất là đẹp quý vị. Phi viết chừng hồi cái chữ Phi không còn nhìn không ra luôn. Bây giờ là viết vội, viết lẹ cho nó kịp công việc. Cho nên là chữ Phi thành giờ coi như là nhìn không ra luôn rồi. À, quý vị, thưa quý vị, cái vấn đề xạo hay không xạo á, là để cho những người có trí thức, có ý thức họ hiểu. Còn những người có trình độ chưa chắc đã hiểu thằng khùng điên này nói. Bởi vì tôi là kẻ vô thức, cho nên những đề xạo hay không xạo đó là những người đó họ mới hiểu. Tôi không cần ai phải hiểu. Nhưng với cô Hoa hậu Phi Phi, cô là một cô gái được tên tuổi trong cộng đồng, và bạn của cô là một quân nhân Mỹ quốc, người Việt Nam là một quân nhân lính Mỹ. Thì đối với tư cách của hai người này, tôi không xứng đáng lại gần họ. Thì tại sao tôi phải xạo với họ để làm gì? Xạo cũng đâu có cho tôi được ký lô nào gạo nào. Hả? Nhưng mà những vấn đề tôi nói là tôi phải nói, tôi là người con của đạo Công giáo, tôi phải nói bổn phận của tôi là người đạo Công giáo, chứ tôi không có tư cách đại diện cho đạo. Nhưng tôi có bổn phận phải nói cho hậu thế tôi biết hồng ân là cái gì, ở đâu mà có. Đó là tính cách của tôi. Còn ai nói xạo, muốn đối diện đi, cứ đối diện với tôi face to face. Quý vị hỏi bất cứ ngôn ngữ Việt Nam, hỏi bất cứ từ ngữ gì quý vị muốn, tôi đáp cho. Tôi nói thật sự cho quý vị, chứ là mời vị kỹ sư về ngôn ngữ học quý vị đem tới đây. Ông ta hỏi gì tôi sẽ đáp từ đó. Ông ta hỏi cái gì tôi sẽ đáp từ đó. Đó là tôi nói vậy đó, với tất cả những kiến thức mà tôi có. Bởi vì tôi là kẻ vô thức. Mà đó là vô thức, tức là không có học hết. Thì tôi làm gì xạo với những người có trí thức như quý vị. Tôi không hiểu tại sao quý vị dùng danh từ xạo để mà dùng những từ ngôn ngữ của Việt Nam của tôi mà nói với những con người đang nghe tôi nói. Đó là quý vị vô tình, quý vị ủng hộ cho một cái sự giả dối. Mà cái ngành giáo dục của nước Mỹ này không có dạy giả dối. Họ không có dạy con nước kiểu đó. Tôi là Man Phi Long. Cái chữ Man đây á là tiếng Pháp, M-A-L. Chữ Việt Nam cũng là cái tên của tôi, Man đó, là Lê Minh Ánh. Man là M-A-L. Chữ Việt Nam là Lê Minh Ánh, M-A-L, là tên của tôi, tên giấy tờ đó. Tôi xạo với quý vị tôi được cái gì? Tôi xạo với quý vị tôi được cái gì? Chẳng được con mẹ gì hết mà được sự tiếng xấu thêm. Nhưng tôi không cần thiết quý vị phải khen là không khen. Nhưng quý vị nên hiểu kỹ cho một điều, tôi đang sống nhờ vào tình thương của cộng đồng Việt Nam lưu vong. Tôi không có lý do gì để mà xạo. Xạo tôi cũng đâu được cái gì. Cho nên những ai mà thường đi đánh rắm về cái danh dự của một người khác, xin quý vị nghe nhưng hãy cẩn thận. Đó là quy tắc. Xạo được cái gì?